đúng là nội tâm của mình. Hiếu thứ hai vui như Tết khi fan gửi quà tặng cho Negip. Em gửi anh. Tặng hả? Rồi, cảm ơn nha. Negip là nội tâm của em. Thôi, Hiếu không có Hiếu đâu. Hiếu là không có trong bảng xếp hạng, chỉ có trong lòng của Negip thôi. Nhắc tới tặng Negip cái ổng cười muốn sụng nụ hả? Cái ánh mắt ảnh cười sau khi cổ nói gửi cho Negip cưng gì đâu hả? Dù có thế nào gắt đang cũng không bỏ em út. Lê Dương Bảo Lâm công khai bảo vệ Negip mặc kệ chỉ trích. Quán quân ngẫm bằng Negip của Diệm. Trấn Thành tinh tế nhiều lần nhắc đến đàn em. Từ sau khi ồn ào diễn ra thì Negip hầu như không xuất hiện. Vì thế, fan cũng chẳng thể gửi quà cho anh. Tuy nhiên, thông qua Hiếu thứ hai, fan vẫn có thể tặng quà cho Negip. Một cô gái đã tặng cho Hiếu thứ hai cùng Negip mỗi người một chiếc vòng tay và nhờ nam rapper chuyển đến cho Negip giúp. Cộng đồng mạng cũng soi biểu cảm của Hiếu thứ hai sau khi fan nhờ chuyển quà cho Negip giúp. Hiếu thứ hai vô cùng vui mừng và cười tít cả mắt. Đủ thấy, anh thương người em út của mình như thế nào. Trong khi trình diễn, không có Negip, Hiếu thứ hai vẫn quay sang nhìn diễn như kiểu có em út ngay trên sân khấu. Tại concert, dù Negip không xuất hiện nhưng vẫn nổi bần bật vì có nhiều người nhắc đến anh. Khi đến phần nhạc của Negip, fan đã hát và liên tiếp gọi tên nam rapper. Quang Hùng và nhiều sao nam đều cổ vũ muốn khán giả gọi tên Negip lớn hơn nữa. Ai nấy cũng chia sẻ, thấy thiếu nếu như có đủ thành viên thì cảm giác nó sẽ trọn vẹn hơn. Các anh em trong gớt nang như Herzi Khang cũng có những động thái gây chú ý. Khi fan gọi tên Negip thì Herzi Khang đã chỉ tay vào đồng hồ. Cộng đồng mạng đều cho rằng anh đang mong khán giả cho Negip thời gian. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng bảo vệ Negip. Nam nghệ sĩ bày tỏ rằng mọi người còn thương em bé nhiều lắm nha. Anh làm chứng, em bé dáng, nghỉ ngơi, trao rồi học hỏi rồi quay lại he. Anh và một top bạn nhỏ chờ em bé, thương và dáng trưởng thành nha. Ai mà sống đời thương. Trấn Thành khi giới thiệu các anh trai đã nhấn mạnh rằng bên này thiếu thiếu đúng không anh em hả? Và ai nấy cũng đều hiểu, chỗ thiếu đấy chính là Negip. Cộng đồng mạng còn soi ra, Trấn Thành mặc outfit giống với Negip từng mặc trước đó và nói câu cửa miệng của Negip là We come to make hits. Trước đó, Lê Giang cũng là người hiếm hoi lên tiếng bênh vực Negip. Nữ nghệ sĩ cầu xin dân tình bỏ qua cho Negip vì nam rapper rất tội nghiệp. Cô không biết nói gì hơn nhưng nhìn con trai như vậy rất là thương. Dù không phải ruột thịt nhưng theo cô giữa người với nhau, Lê Giang cảm nhận được những điều đang diễn ra với Negip. Còn bạn thấy sao về việc Negip được nhiều người nhắc đến dù đang ở ẩn? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé!